Em lại chào các bác nhá. Chào các bác một buổi sáng ở rừng núi các bác ạ. Đây, trên xe em vớt cũng được khá nhiều rồi các bác ơi. Đây các bác. Gần nước em quay gần đến cho các bác xem nhá. Em vớt cho các bác xem cái đầu tiên. Quan chạy suốt đêm các bác ạ. Đấy, lúc chat các bác trên gọi xong là bắt đầu là em đi vớt luôn. Nó mưa đêm các bạn ạ. Đấy, khê lắm các bạn. Hôm nay khê lắm. Đây, trên xe này. Cái này khê lắm các bạn. Giờ đến điểm tiếp không quay cho các bác xem nhé. Ba cái cuối cùng nha các bác. Bác chờ em chút, đây một tìm. Đây các bạn. Nó đang mưa các bạn ạ. Em đang mặc áo mưa. Đây rồi các bạn ạ. Hôm nay em đang quay có người em lại không quay nữa. Núi đấy em thả mấy cái gần đầy tất. Lặng tất, quên lại gần đầy tất. Này, hai mấy cái này qua em đi dưới hết thèn các bạn. Đây, cái này được một con. Cái cuối cùng hôm trước này em thả đầy ba cái quyền em quyền đấy, hôm quay cho các bác xem đấy, lặng chịu luôn. Rồi về quê em sẽ chút cho bác xem nha, đang mưa màu quá. Chút cho bác xem nha, bác và các bạn xem nha, chưa đầy 60 phát nha các bác và các bạn nha. Cái chỗ này từ hôm qua em ngâm mấy ngày hôm nay rồi, em vừa về. Bác chờ em chút. Này phê nha các bạn. Bác chờ em chút. Em đi đường dài mưa ướt hết các bạn. Áo mưa mới mà ướt hết. Chạy vùng núi vất qua các bạn ạ. Đêm qua đấy chát các bác xong rồi. Trên hội xong đâu đấy này em chạy luôn. Em đi suốt đêm qua. Các bác không tin có thể nhìn trên màn hình. Quay nó xa xa chút cho các bác nhìn cho nó được cả cái ống. Đấy nhá bác. Này phê lòi pha luôn. Mưa này đánh thêm mấy vài cái các bác. Cứ tiền xăng chết. Nghỉ lâu quá rồi. Hết tiền các bác. Sốc các bác. Toàn những ống đầy căng chỉ, có bốn cái chết sạch các bác ạ. Đầy sạch, sọc chết sạch luôn. Em hốt hôm nay mà em vớt thật sớm, em vớt từ 1 giờ đêm luôn. Còn nếu để sáng ra vớt thì hôm nay thì lươn không ở đâu hết luôn. À các bác nha, này vớt đi đầy các bác ạ. Để vớt ống. Cái chậu to em để run nó rồi. Cái chậu này cũng to nhưng mà không to cái chậu kia đấy. Đấy các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn. Kinh điển không? 2:55 mà em 2:55 mà em đã vớt được 12 cái rồi. Tôi đang chạy mưa. Cái ống này thì chỉ chờ vớt xong rồi đến sáng, chờ đến sáng bắt đầu mới quay cho bác xem. Này phê, phê thật sự phê các bạn.
Em không đi vớt sớm thì đúng đêm qua nó mưa nó ngập nó tụm này. Hôm nay gọi là mếu hết một loạt với nhau. Mưa nó nhiều như thế này không ạ? Các bác mà cái đuôi nó lên tận gần chúm hòm rồi, nó cứng cựa rồi, như thế này là cứng cựa, cái này là khả năng chết. Em chút ra đây cho các bác xem. Đấy, chết sạch luôn, em hốt luôn đấy. Đây các bác nhìn đấy, đống em không bao giờ giọt này nuôi dối các bác ạ. Cho ra ngoài đây để em chút cho bác xem bản chất của em từ trước cái này là không biết nói dối. Nó đầy đầy luôn, nguyên luôn bố. Nó sập. Còn chết mấy cái nữa các bác ạ, chết toàn những cái đầy luôn vì nó kê nó vạm đầy quá, nó phá nó cửa nó sập. Thả có xịt không đáng kể các bác. Các bác xem video thấy hay cho em xin một like, một lượt chia sẻ các bác ạ. Em lấy động lực làm video tiếp cho các bác và anh chị và các bạn cùng xem. Cũng số 10 này mấy ngày hôm nay không hôm nào được đời. Cứ được còn hai con. Suốt ngày nhảy ra. Phần thu nhập vừa chia sẻ cho các bác những cái bài đánh, bài làm bồi, bài thả, giao lưu với các bác, cho các bác bác nào mới vào nghề để nó thêm cái cải thiện cuộc sống các bác ạ. Em con người thật thà, không có nói dối các bác. Em không có bán hòm cho nên em không có dồn vào chút cho các bác xem vì không có quảng cáo hòm. Em không có bán hòm cho nên là em có đầu em chút cho bác xem lên đấy. Ông nặng em thả chưa đầy 6 con gái, nó chỉ bằng cái số lẻ của các bác ấy, như cái lượng lườn em thả này các bác biết rồi. Đấy để em nói thật nằm là như vậy. Hôm nay đêm nay nếu mà lọt đêm mà có mưa nó trận này phê không kém gì. Hôm nay chuẩn bị này tức là xong rồi này, trận ngày mai đấy các bác ạ. Em còn mấy trận là đường dài vẫn chưa tháo được chốt, chứ còn nếu mà mưa này mà tháo được chốt em cam đoan các bác cái làm rồi thì lâu rồi em không thả. Thank you.
ống ấy, ống ở ruộng luôn nhỏ. Ôi nó lại sao? Em bị ra mất hai cái ống gửi hòm em làm. Cái đít ống em làm là nó sơ ý quá. Cái đài các bác căng chỉ, cái này không bằng cái ống này, cái ống này nó cũng nhẹ nhưng cái này khả năng là chết. Em nghi lắm vì nó những cái ống đài nó sập đấy, nó sập em vuốt nó nếm, nó chìm nếm. Cái đài tiếp các bạn, cái đài khả năng cũng như vậy, chắc cũng nên lẫn hòm, vẫn không bằng cái này. Ui sống rồi, chết còn một con. Cái đầy tiếp các bạn, gần càng càng nhiều cái này. Ui cái đấy mày chết bác thấy không, sập những cái này sập chết, cái này chết ba con lươn của em. Cái này đầy tiếp cái này khả năng cũng chết này. Ui không chết rồi các bạn ơi, vẫn chết một con, đầy quá này em không thích lắm, nó hay chết. Chết ba con lươn lươn của em rồi. Toàn ống đoài cứ bay nè, ui các bác nhìn thấy phê không? Ra hết ngoài các bạn, nó đầy chậu rồi. Ôi, trên một con ấy tỏ quá. Bà lấy con lấy xô bà ơi, cho bớt vào không thì nó chết hết. À nó chạy ra, con này thì nó vào đầu vào đuôi thì nó phá. Con đấy nếu mà không vớt sớm là chết sạch, vớt muộn là chết. Cái đời căng chỉnh rồi, cứ để cho ra ngoài xong rồi làm video cho các bác xem ấy, xong cho chồng nữa. Xù cái này khả năng chết các bạn biết ngay. Đây em chạy mưa chưa ngập nha các bác ạ, như chưa ngập như vì nó đầy quá nên em nó không thở được là chết. Cái này cái nữa là kết thúc các bạn. Này em cái cuối cùng các bạn ấy vẫn còn sót rồi, em chết 3-4 cân lươn còn trọng lươn nữa, nguyên lươn đẹp. Em quay xa cho các bác luôn,
Đấy, 3 cân em 3 cân em nói thêm tốn một chút chứ còn có hơn các bạn ạ. Nói chậu luôn này. Nó vẫn chạy ra ngoài. Vì thêm tốn bao nhiêu cũng không thừa các bác. Rồi các bác anh chị xem video thấy hay cho em xin một like một lượt chia sẻ nhá. Xin chào anh chị và các bạn, hẹn anh chị và các bạn video tiếp theo.